Việc ban tổ chức đổi lịch thi đấu sát ngày khiến Nguyễn Thị Oanh gặp khó khi phải thi hai nội dung liền nhau chỉ trong vòng có 30 phút. Những người hâm mộ thể thao Việt Nam đã có chút lo lắng cho Nguyễn Thị Oanh với mật độ thi đấu dày có 1-0-2 này. Nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin rằng càng khó khăn thì Nguyễn Thị Oanh càng mạnh mẽ và tỏa sáng rực rỡ. Bước vào nội dung 1500m, Nguyễn Thị Oanh đã chứng minh đường chạy này là của mình, cuộc thi này là của mình. Một mình Nguyễn Thị Oanh solo ngay từ khi xuất phát được vài trăm mét cho tới khi về đích, không một ai có đủ sức để đeo bám được tốc độ của Oanh. Hoàn thành cự ly 1500m với thành tích 4 phút 16 giây 85, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng thứ 2 cho cá nhân mình tại SEA Games 32. Và đây là tấm huy chương vàng thứ 10 của anh ở đấu trường SEA Games. Chưa kịp ăn mừng và chưa kịp nghỉ ngơi thì vài phút sau, Nguyễn Thị Oanh đã phải có mặt để điểm danh chuẩn bị thi đấu nội dung tiếp theo là 3000m vượt chướng ngại vật. Đây là nội dung sở trường và đã để lại những dấu ấn, những kỷ niệm không bao giờ quên đối với Oanh. 2019, tại SEA Games 30 ở Philippines là tấm huy chương vàng phá kỷ lục SEA Games, đồng thời là cú ngã vật ở vạch đích. Trong một ngày mà sáng Oanh thi 5000m và chiều thi 3000m vượt chướng ngại vật. Năm 2022 là dấu ấn SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và phá kỷ lục SEA Games của chính mình. Còn hôm nay, Nguyễn Thị Oanh nhỏ bé đã mạnh mẽ vượt qua rất nhiều khó khăn để giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp cho mình ở nội dung 3000 vượt chướng ngại vật và cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 của Oanh ở SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh xứng đáng được tôn vinh như người hùng của thể thao Việt Nam. Thật ngưỡng mộ tinh thần thi đấu, ý chí kiên cường và nghị lực thép của cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh. SEA Games 32 vẫn chưa kết thúc, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã tỏa sáng với cú hat-trick huy chương vàng. Tấm huy chương vàng 3000m vượt chướng ngại vật là tấm huy chương vàng thứ 11 của Nguyễn Thị Oanh ở đấu trường SEA Games. Chiều ngày 12 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung cuối cùng là 10000m. Là ngày thi đấu cuối cùng của môn thể dục dụng cụ và các vận động viên của chúng ta đã có một ngày thi đấu rất thành công. Sau khi giành được tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam vào ngày hôm qua thì hôm nay trong ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc khi chúng ta giành tới 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong đã xuất sắc tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Julo ở nội dung vòng treo. Số điểm mà Khánh Phong giành được là 14,200, còn Julo giành được 14 điểm. Niềm vui của môn thể dục dụng cụ trong chiều mùng 9 tháng 5 không chỉ dừng lại đó. Trước khi Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới, vận động viên Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng đã giành được huy chương vàng ở nội dung ngựa vòng với số điểm là 13,450. Kết thúc ngày thi đấu mùng 9 tháng 5, vận động viên kỳ cựu của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam Đinh Phương Thành đã mang về chiếc huy chương vàng quý giá ở nội dung xà đơn với số điểm 13,5. Ngoài ra, Phương Thành còn đoạt huy chương bạc ở môn xà kép. Như vậy, thể dục dụng cụ Việt Nam đã kết thúc SEA Games 32 rất thành công với 4 huy chương vàng. Sau cái môn xà kép của em đang là thi cuối cùng, sau lúc ấy là em đi xong các động tác trên bài thì đúng là rất là mệt rồi. Và tiếp theo môn sau thì gọi là liên kết nó hơi bị nhanh nhé. Thế là em tiếp theo môn sau là em lại đi thứ hai luôn nên cơ bắp của em nó lúc này nó vẫn đang trong tình trạng mệt mỏi. Thế là sức vẫn đang bị thở, gọi là bị thở gấp. Nên đến khi môn thứ hai thì phải nhờ đến các bác sĩ y tế với các huấn luyện viên và các bạn thả lỏng cho thì mới có thể hồi được lại để có thể thi tiếp tục môn tiếp theo. Khi em Khánh Phong lấy được huy chương, khi em Khánh Phong lấy được cái huy chương vàng môn vòng treo rồi thì lúc ấy em cảm giác thấy rất là vui mừng cho em, ý là cái đầu tiên và em vẫn trong đầu em vẫn nghĩ là mình sẽ phải cố hơn nữa để có thể giành được thành tích về cho đoàn thể thao Việt Nam. Em thấy lập gia đình sinh con thì nó đối với em nó cũng không ảnh hưởng nhiều ạ. Và cũng đấy cũng gọi là một động lực để cho em có thể phát huy được tốt và với tập luyện được tốt hơn. Và tấm huy chương đầu tiên này thì em xin phép là sẽ dành tặng cho thế nếu mà được thì là cho các thầy các cô và
mọi người đã xem và thêm nữa là nếu được thì sẽ là gia đình của mình. Một trong những bất ngờ của thể thao Việt Nam đến từ môn golf. Sau ngày thi đấu đầu tiên thì vận động viên Lê Khánh Hưng của Việt Nam đã dẫn đầu ở nội dung cá nhân và đội tuyển golf Việt Nam thì dẫn đầu nội dung đồng đội. Sau ngày thứ hai, đây rõ ràng không phải là một điều may mắn khi chúng ta tiếp tục duy trì được thành tích này. Ấn tượng nhất chính là Lê Khánh Hưng. Anh giành 2 eagle, 4 birdie để kết thúc ngày thi đấu thứ hai với âm 10 gậy, tiếp tục đứng vị trí số 1 ở bảng Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này ở ngày thi đấu cuối cùng mùng 10 tháng 5, Lê Khánh Hưng hoàn toàn có thể mang về tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử SEA Games cho golf Việt Nam. Trong khi đó, cơ hội vẫn còn cho Nguyễn Đặng Minh khi anh đang đứng đồng hạng 7 với âm 3 gậy. Ở bảng đấu của nữ, người thi đấu tốt nhất là Đoàn Xuân Khuê Minh đang đứng đồng hạng 14 với riêng 7 gậy. Ngày thi đấu thứ hai, cô giành được 2 birdie nhưng mắc tới 2 lỗi bogey, một lỗi double bogey. Tại SEA Games 32 thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với các đội tuyển là Singapore, Philippines và nước chủ nhà Campuchia. Ở trận đầu ra quân thì chúng ta với lực lượng vượt trội hơn hẳn đã giành chiến thắng trước đội tuyển Singapore sau 3 set đấu. Vào ngày mai mùng 10 tháng 5 thì các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ chính ở bảng đấu này, đó chính là đội tuyển Philippines và sau đó trận cuối cùng sẽ là gặp đội tuyển Campuchia. Và mục tiêu lần này mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đề ra đó là lọt vào trận chung kết. Tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Singapore, Philippines và chủ nhà Campuchia. Trong trận ra quân trước Singapore, đội tuyển nữ Việt Nam với lực lượng vượt trội không mấy khó khăn để có được chiến thắng chỉ sau 3 set. Tỷ số các set đều cách biệt 25-13, 25-8 và 25-7. Ngày mai mùng 10 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp Philippines. Đội bóng được đánh giá là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu bảng và sau đó một ngày sẽ là trận đấu với đội chủ nhà Campuchia. Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nam của môn quần vợt, đội tuyển Việt Nam với tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam đã không thể có được kết quả tốt ở trận chung kết với đội tuyển Thái Lan. Lý Hoàng Nam để thua 0-2, 4-6 và 3-6 trước Samrey Kassidit, còn Trịnh Linh Giang thua 1-2, 6-3, 5-7 và 4-6 trước Charoen Phôn Yutana, qua đó nhận huy chương bạc. Cùng chuyển sang những thông tin của bóng đá, sau chiến thắng trước đội tuyển U22 Malaysia để giành quyền vào bán kết, thì ngày hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam không ra sân tập luyện. Thay vào đó, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã cho các học trò ở trong khách sạn tập gym và bơi để hồi phục thể lực. Như thông lệ kể từ đầu giải đấu, cứ sau mỗi trận đấu thì huấn luyện viên Philippe Chuzier lại cho các học trò của mình nghỉ hồi phục vào ngày hôm sau. Vì vậy, trong sáng 9 tháng 5, đội tuyển U22 Việt Nam đã tập thả lỏng ở phòng gym dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể lực Cedric. Các bài tập được thực hiện kèm nhạc sôi động để giúp các cầu thủ có cảm giác thoải mái nhất. Sau khi thực hiện các bài tập ở phòng gym, U22 Việt Nam tiếp tục thư giãn ở bể bơi bằng các trò chơi. Ban huấn luyện muốn tạo không khí vui vẻ, tích cực để toàn đội có sự tự tin khi ra sân chơi bóng. Đây là yếu tố rất quan trọng để cầu thủ thực hiện triết lý chơi bóng của huấn luyện viên Chuzier. U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 10 tháng 5 để chuẩn bị cho trận tranh ngôi nhất bảng với U22 Thái Lan vào tối 11 tháng 5. Vào ngày hôm nay thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển nữ Philippines. Và đúng như với dự đoán về tính chất của cuộc so tài giữa hai đội tuyển giành quyền dự World Cup, đây là một trận đấu không hề dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Do đội tuyển nữ Philippines cần phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên ở lượt trận cuối, nên đội bóng áo xanh đã dốc sức tấn công ngay từ đầu trận với đội tuyển Việt Nam. Pha thoát xuống của Flanagan đã giúp đội tuyển Philippines có được quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của thủ môn Kim Thành và Bowden đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số từ chấm 11m. Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam có đủ bản lĩnh và kịp thay đổi nhân sự để lấy lại thế trận. Trận này, thủ môn Martinio cũng đã mắc lỗi, dẫn đến bàn thắng cân bằng tỷ số cho đội tuyển Việt Nam do công của Bích Thùy. Trong cả trận, Huỳnh Như bị theo kèm rất sát, nhưng cô vẫn cố gắng dứt điểm từ những cơ hội mình có được, nhưng lại không thể ghi bàn. Trong khi trường bóng bổng vẫn sẽ là nỗi lo, như tình huống đội tuyển Philippines phối hợp đá phạt và đánh đầu hiểm hóc để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Dù thua trận, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Trong những ngày này, thì các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam rất vui mừng khi liên tục được gặp những cổ động viên của Việt Nam với niềm đam mê, yêu thể thao và tinh thần cổ vũ cho các vận động viên của thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 32 lần này đã sang tận Campuchia để cổ vũ. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ một trong những nhóm cổ động viên ấy.
tiên chúng tôi đến cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam để nhấp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam để bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games. Trên sân khán đài rất là sôi động. Việt Nam chúng tôi sẽ chiến thắng. Khi sang đây anh cảm thấy thế nào ạ? Có vất vả lắm không? Rất là vất vả, nhất là trận tối hôm qua. Đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng tôi, đội Nam U22, chúng tôi có vé nhưng mà không được vào trong sân. Đứng dầm mưa bên ngoài suốt. Anh có cổ vũ cho thể thao Việt Nam trong suốt diễn ra SEA Games hay không? Đoàn chúng tôi sẽ ở lại cổ vũ cho tất cả những môn thể thao của Việt Nam giành chiến thắng.